Noel, lễ Giáng sinh không thể thiếu hình ảnh của ông già Noel và những món quà. Và các bạn có biết trong Pokemon cũng có một Pokemon có thể gọi là ông già Noel bay khắp nơi với một túi quà trên người. Pokemon đó chính là Deribado. Từ phân bố màu sắc cho tới hình dáng và cả cái túi quà đều có thể được thiết kế dựa trên ý tưởng của ông già Noel. Ông già Noel là cái tên quá thân thuộc. Thế nhưng sự tích phía sau đó thì có thể sẽ ai biết đến. Santa hay ông già Noel xuất phát từ một nhân vật có thật, tên là Nicola. Nicola được sinh ra ở một gia đình giàu có theo đạo cơ đốc. Vậy nên từ nhỏ ông đã được mẹ giảng dạy rất nhiều về kinh thánh nhưng đáng tiếc là cha mẹ mất sớm do dịch bệnh, để lại cho ông toàn bộ gia tài to lớn. Nhờ công sức giảng dạy của người mẹ quá cố, Nicola nổi tiếng với tấm lòng thương người và sùng đạo. Ông thường giúp đỡ những người nghèo với những món quà vật chất từ tài sản của cha mẹ để lại. Trong một lần, ông đã giúp đỡ ba cô con gái của một gia đình nghèo lấy được chồng và sống hạnh phúc với những túi vàng. Theo nhiều thông tin còn ghi lại, thì là do ông lén bỏ những túi vàng ấy vào những đôi tất đang phơi của những cô gái. Chắc có lẽ cũng vì vậy làm nên sự tích ông già Noel hay bỏ quà vào tích. Quay lại với con cháu chắc chít của Nikola, ông già Noel trong Pokemon cũng có một chú Deripado. Và nếu nói cho đúng thì chỉ có Deripado của ông già Noel mới được tính là phát quà. Phân loại của Deripado là Pokemon vận chuyển, nên nếu nói Deripado là shipper thì cũng không sai. Đặc biệt ở chỗ cái túi quà bất ly thân của Deripado lại chính là cái đuôi của nó. Đuôi nó hoàn toàn gỏng. Đối với các Deribado hoang dã thì thường dùng để đựng thức ăn để nuôi cho các bé Deribado con. Và thỉnh thoảng, Deribado cũng chia sẻ thức ăn của mình để giúp đỡ những người thám hiểm. Và với các Deribado đã được thu phục thì có thể đựng thêm nhiều thứ khác nữa. Như Deribado của ông già Noel trong Pokemon thường hỗ trợ cho ông để đựng quà và phát quà cho những đứa trẻ. Ngoài ra, các Deribado có thể bay này đâu ai ngờ được dựa trên ý tưởng từ một loài chim chỉ biết bơi và di chuyển trên bờ như là loài chim cánh cục, Rockhopper. Degibado có rất nhiều nét tương đồng với hình dáng bên ngoài của loài chim cánh cụt gót hopper. Từ màu trên đầu cho đến hai cái cánh nhỏ và đôi chân có màng cùng thân hình thấp bé. Cái tên Degibado là sự kết hợp của Delivery và Bird. Và theo biên nghĩ thì Degibado được phân loại là Delivery Pokemon, đều là dựa trên cái tên của nó. Tìm hiểu và nghiên cứu về Degibado thì làm sao có thể bỏ qua được Pokemon Tetsuno Chichimi. Bởi vì Tetsuno Chichimi chính xác được lấy ý tưởng từ chính Degibado và được biết Pokemon này có thể được xem như là họ hàng ở tương lai của Dagibado. Các ý tưởng khác của Tetsuno Chichimi với phần đầu có thể được kéo dài ra một khoảng cách xa, ý tưởng từ món đồ chơi Jack in the Box hay là các đồ chơi tương tự khác. Phần đuôi và cũng có thể là chiếc túi của nó có thể được lấy ý tưởng từ quả cầu tuyết hoặc máy thổi tuyết do hành động bắn ra những luồng tuyết khổng lồ để tự đẩy mình di chuyển đi qua các vùng đất đầy tuyết. Phần chân thì có thể được lấy ý tưởng từ ván trượt tuyết Techno Chichumi chẳng khác nào là sản phẩm của công nghệ. Khi Techno Chichumi ngủ, nó sẽ tắt nguồn điện. Các nơi có màu xanh dương trên cơ thể như gốm, đuôi sẽ đều tối lại và trở thành màu đen. Cái tên Techno Chichumi cũng đặc biệt khi nó ẩm luôn danh hiệu tên Nhật Bản dài nhất trong Gomaji và cũng vừa phá luôn quy tắc giới hạn 12 ký tự đặt tên Pokemon trong các trò chơi phát hành ở phương Tây. Ý nghĩa của Techno Chichumi có thể được hiểu theo nghĩa đen là Techno Chichumi và cũng giống với nghĩa đen của tiếng Anh Irons Spindle là bó sắt. Techno Chichimi chưa có quá nhiều thông tin nên Pokédex Bi về Deribado và Techno Chichimi sẽ kết thúc ở đây. Đừng quên subscribe để ủng hộ Bi và nhấn like, share nếu bạn thích nội dung này. Nhớ bật chuông để nhận thêm thông báo về các clip mới cực kỳ thú vị của Bi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở một clip khác. Và cuối cùng, chúc các bạn Giáng sinh vui vẻ nhé.